Vâng, xin chào anh em. Như đã giữ đúng lời hứa thì hôm nay mình sẽ chơi game trên chiếc máy Xiaomi Redmi Note 5 Pro này nhá. Và đầu tiên thì mình sẽ vào cái bảng cấu hình của máy này. Cái bảng cấu hình của game này. Đây là mức cao này. Mức cao, đó, nó lại cảnh báo rồi. Máy không phải cảnh báo là máy không lên được. Nó chỉ lên được đến mức trung bình thôi. Và FPS thì mình xem là mình sẽ để 60 nhé. Đây, và 60 FPS này. Không biết là test game mức trung bình trên chiếc máy này như nào nhỉ? Đó. Mình sẽ để thôi, để mức thấp nhất đi. Rồi, bây giờ vào chơi nhá. Hơn như mọi khi mình sẽ chơi vị tướng thủ của mình là trên nick. Đó, mình sẽ đi đường dưới cùng với cả Ahi. Ui, bật FPS lên rất là mượt anh em ạ. Đó, di chuyển phát nào ăn phát đấy luôn. Thank you.
Đánh nhầm rồi. Sau 12 phút chơi thì mình thấy máy vẫn khá là mát, nó không hề bị lóng hay là gì nhá, bị giật lag gì nhá.
Như vậy là mình đã chết mạng đầu tiên rồi. Chắc thắng rồi. Đồng quá, thôi chết rồi. Đúng rồi. Đó clip chat game của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em cần mình chat game trên chiếc máy nào ấy thì cứ comment bên dưới, mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh em. Xin chào và tạm biệt anh em.